Xin chào cả nhà nha, lâu lắm rồi em lại quay trở lại làm video cho cả nhà nha. Đây là ba quả bí mà ba quả bí lớn nhất trong hiện tại cái vườn bí này. Quả bí số 1 đó là nặng 499 cân nhá cả nhà nhá. Quả bí số 2 này nặng 457 cân này, phẩy 2 này. Quả bí số 3 này sẽ nặng 443 cân nhá cả nhà nhá. Đấy, siêu khổng lồ luôn. Lần đầu tiên em thấy những cái quả bì mà siêu khổng lồ như này. Hôm nay thì em lên vườn bì á, lễ hội bí để tham quan và đem các con đi chơi ấy. Thì lâu lắm rồi em mới làm video cả nhà. Hôm nay mà xem video của em ấy thì hãy ủng hộ em một like, một share, một sub nhá. Đây là lễ hội bì ở Thụy Sĩ cả nhà nhá. Đẹp lắm. Nào mình đi tiếp nhá. Chà ơi, đẹp quá các anh chị ạ. Đẹp không tưởng tượng được luôn đấy. Đấy. Hello con. Này. Cô chú ơi. Thôi bà. Đẹp quá các chị ạ. Nào, bây giờ mình sẽ sang cái chỗ quầy thứ hai này nhá. Đẹp quá các chị ơi. Đây là nội dung ở bên trong nhé, cực kỳ đẹp luôn ạ. Làm thành đoàn tàu lửa ấy. Đó. Xuất sắc luôn nhỉ. Cứ mỗi năm thì bắt đầu đến tháng 9 và tháng 10 này sẽ là lễ hội cả các anh chị ạ. Lễ hội bí đỏ ở Thụy Sĩ ấy và một số nước châu Âu. Đó, ở bên Đức thì vẫn có những cái lễ hội rất là lớn như này nhá, nhưng mà do em ở Thụy Sĩ ấy cho nên là em chỉ có tham quan ở Thụy Sĩ cho mọi người cùng theo dõi thôi nhá. Đẹp không ạ? Quá xuất sắc luôn đúng không ạ? Đó. Bây giờ mình cùng đi tham quan cây bên này nhá. Đấy. Đây là con tắc kè đúng không ạ? Tắc kè hay là con gì ta? Đẹp quá trời luôn. Các anh chị như theo dõi video ủng hộ kênh em với nhá. Cho em một lượt đăng ký, một lượt subscribe rồi nhá. Ồ, hình như đã có những quả đã bị hỏng rồi các anh chị này. Đấy, mình lấy hạt làm dùng được đấy, nhưng mà cây này không phải của mình ấy, cho nên mình không tự tiện được đấy các chị mình. Đẹp quá ha. Để mà làm một cái triển lãm bi đỏ như này cực kỳ là kỳ công luôn này. Dùng biết bao nhiêu là hàng, chắc là đến hàng triệu chai bi đỏ luôn các anh chị ạ. Trời ơi, các chị ơi. Bên đây là đỏ muôn vẻ luôn này. Siêu phẩm luôn các chị ạ. Siêu phẩm nha. Những quả bì hằn to nhất thế giới luôn là ở đây luôn này, chị này. Nào, đây là các cái giống, các cái giống bí. À. Em quay hôm nay là trời mưa đấy các anh chị nhé. Trời mưa cực kỳ luôn ấy. Đấy. Các mã số với các giống bí. Sẽ hơi nhanh một chút nhé các chị nhé. Đẹp quá ha. Wow, đẹp. Đẹp quá cả nhà. Đây là lễ hội bì đấy, là nổi tiếng. Đây là nhà hàng ăn nhé.
Mình sẽ đi vào mua cho các con một ít đồ ăn này. Và ba đơn inside đấy cả. Đây một chút các bạn nhá. À, ở đây người ta có bàn luôn, là một quả như vậy sẽ là 3 đồng nhá. Còn cái quả màu đỏ như này thì cao hơn một chút, đó là 3 đồng 50 sen nhá cả nhà. Mình vừa lên tham quan vẫn về mua ủng hộ nhà nông nhá. Thì dùng đi vàng này cả nhà. Cái này bán theo cân nhá, mix lại với nhau thì sẽ là 3 đồng 50 phân một cân, 50 sen một cân. Quả bì này mà đâu chè thì thôi rồi luôn cả nhà. Hình như đây là bì dẻo ấy. Thì nó có giá cao hơn một chút, đó là 10 đồng. Cái này thì 9 đồng 50. Sắp lên mùa Halloween rồi thì mọi người sẽ mua bì về để trang trí nhiều hơn nhé. Đẹp tuyệt vời luôn này nhờ, công nhận nó phong phú lắm luôn đấy các bạn. À, đây là hình như là săn cá lần đây. Ngoài ra thì mình có thể đi tham quan cái vườn tàu của người ta nữa các chị nhé. Đây là những cái quả bì siêu lớn, hình như là có cân nặng lên gần cả 100 cân, à có đâu, cân nặng chắc là lên 200 mấy cân đấy. Như cây quả này chẳng hạn thì nó có cân nặng lên tận 242 cân nhé cả nhà. Ngoài ra thì mình có thể đi tham quan. Đây, nước ở đây có thể rửa tay này. Để thương có hai nước trong quả bí. Chào, quả bí siêu lớn luôn đấy. Nước này nước sạch đấy, nước mưa vừa mới rơi xuống. Ngoài ra thì mình đi tham quan cây vườn tàu nhé. Vườn tàu đỏ này. Yêu quá trời từng cái quả bì này.